Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp các bạn mới học Corel thắc mắc là bị mất mất các thanh công cụ, ví dụ như là hộp công cụ này, thanh property bar này, thanh status bar này, thanh standard, rồi hộp màu, thanh menu, vân vân. Và thường thường thì hướng dẫn cho các bạn đấy khôi phục lại những cái thành phần đã bị mất, thì tôi thường hướng dẫn là nếu như các thành phần đó còn một trong những thứ mà chúng ta vừa liệt kê, property chẳng hạn, hoặc standard, hoặc menu, vân vân, chúng ta có thể chuột phải vào một cái thành phần trống ở đó, và khi menu hướng ảnh mở ra thì chúng ta tích vào những cái checkbox của trong đó để chúng ta khôi phục lại các thành phần đã bị mất. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp các bạn do là thử nghiệm, các bạn do mò mẫm hoặc là do vô ý, nếu mà tắt tất cả thành phần như các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì lúc này thì vô kế khả thi. Cách nhấp chuột phải vào những cái thành phần đó thì hầu như là không thể thực hiện được, vì thực ra là không còn một cái gì cho phép các bạn mở ra menu ngữ cảnh nữa. Trong trường hợp này thì chúng ta chỉ có duy nhất một cách khắc phục như sau: các bạn nhấn phím Ctrl G trên bàn phím, lúc này các bạn sẽ mở ra được hộp thoại Option. Trong hộp thoại Option thì các bạn ở phần bên trái này mở ra cho tôi phần Customization. Trong phần Customization này thì các bạn tìm nhấn vào phần Command Bar, và lúc này thì ở khoảng giữa này các bạn sẽ thấy có một loạt các cái checkbox cho phép các bạn bật tắt các thành phần của giao diện. Ví dụ như chúng ta khôi phục menu bar, chúng ta khôi phục status bar, chúng ta khôi phục property bar, chúng ta khôi phục toolbox hoặc công cụ, chúng ta khôi phục thanh standard, vân vân. Sau khi mà chúng ta chọn lựa như thế này, chúng ta nhấp OK thì chúng ta sẽ thấy là các thành phần này đã được khôi phục lại như ban đầu. Một trong các lý do mà các bạn hay bị đánh mất các thành phần này thì có hai lý do. Một là các bạn chuột phải vào đây và các bạn tắt mất một cái thành phần nào đó. Nếu như các thành phần còn lại vẫn còn thì chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta khôi phục lại nó rất là nhanh. Và một lý do nữa mà các bạn hay bị mất một cái thanh nào đó, đó là tình trạng bị bỏ khóa ở phía dưới cái thanh menu ngữ cảnh này. Khi mà các bạn nhấp chuột phải vào thì có một cái tùy chọn là lock toolbar. Nếu như các bạn bỏ mất cái này thì các bạn sẽ thấy là các thành phần này đều có một cái đoạn mà có cái dấu chấm chấm nhỏ ở đầu này, đấy chính là cái điểm mà các bạn sẽ bấm chuột vào và lôi cái thanh, ví dụ như thanh standard hoặc thanh property ra khỏi cái vị trí gốc của nó. Tất nhiên là khi lôi ra thì chúng ta có thể sắp xếp nó vào một vị trí mới, nhưng mà thông thường thì các bạn hay làm một cái thao tác là xóa nhầm bằng cách là bấm vào cái nút X này và do đó thì đóng mất. Thế thì để tránh bớt cái tình trạng là bị di chuyển ra khỏi vị trí và bị đóng mất thì chúng ta trước hết là chúng ta chuột phải vào đây và chúng ta khôi phục lại các cái thanh, sau đó thì đưa nó về các vị trí gốc ban đầu, và cuối cùng thì các bạn khóa giúp tôi các thành phần này lại bằng cách là đánh dấu vào tùy chọn lớp tuần 3. Khi lớp tuần 3 đã được bật lên thì các bạn không thể lôi một cách ngẫu nhiên các cái thành phần này ra khỏi vị trí gốc của nó nữa. Đến đây thì chúng ta đã khôi phục được gần như hoàn vẹn cái giao diện gốc của chương trình rồi. Nhưng còn một thứ mà các bạn đang thấy là bị thiếu ở đây là hộp màu. Riêng hộp màu thì các bạn không thể mở nó bằng menu ngữ cảnh mà các bạn cần phải vào trong menu Windows. Bấm vào menu Windows, các bạn tìm tới phần Color Palette, và lúc này thì các bạn sẽ chọn lấy một palette mà các bạn cần, đánh dấu vào nó thì palette sẽ mở ra như các bạn đang nhìn thấy đây, và nó đang là cái thành phần trôi nổi. Hãy bấm chuột vào đầu thanh, sau đó thì lôi kéo nó tới cái vị trí các bạn cần, thường là mặc định là bên phải, và các bạn kéo cho tới khi nào mà nó chạm vào cái lề bên phải xuất hiện một cái dải xám mờ ở sát đó thì các bạn buông chuột ra. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là cái thanh màu của chúng ta nó sẽ nằm sát ở đây. Các bạn sẽ thắc mắc là tại sao nó lại to như thế này, thì các bạn có thể là khôi phục lại cái trạng thái nguyên gốc của nó bằng cách là bấm vào cái mũi tên nhỏ này, sau đó thì các bạn vào cái phần Raw và các bạn chọn lấy một cái tùy chọn là một hàng hoặc hai hàng. Mặc định gốc của chương trình thì nó là một hàng, và lúc này nó sẽ trở thành rất gọn gàng một cái dải như thế này. Nếu như các bạn thấy rằng là ngại
cái trường hợp là phải mở ra mở vào hộ mộc thì tốt nhất các bạn nên thiết lập giống như tôi làm, đó là bấm vào đây, các bạn chọn lại cho tôi thành cái chế độ là ba rom, thì lúc này nó sẽ mở rộng ra và các bạn có thể chọn tất cả các màu ở trong hộ mộc một cách rất là dễ dàng mà không cần phải mở ra mở vào. Nên hy vọng rằng là với cái video hướng dẫn này thì các bạn có thể tránh được cái tình trạng là bị mất các thành phần trên giao diện, hoặc trong trường hợp nếu bị mất thì các bạn cũng sẽ biết cách để khôi phục lại nó một cách nhanh nhất để tiếp tục làm việc.